tình cảm công chúng dành cho sự năng động của mình trên con đường nghệ thuật. Chúng ta cùng đến với một bài giọng cổ, một bài nhạc mang tên Tri Ân Phật Thích Ca. Kính thưa quý vị, tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Xin mời đại đức Thích Minh Sĩ sẽ trao tặng hoa và quà để cảm ơn sự hiện diện đáng quý của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long có đêm nay đã đến với chương trình. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều thành công trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Cảm ơn sư phụ. Con gấu màu hồng nữa. Cảm ơn các cô chị. Thưa quý vị, một tân cổ giao duyên lời nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, lời giọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Biển Châu, bài hát mang tên Thương Quá Việt Nam qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, Hội Nghị xin kính chào tất cả quý Phật tử và cô có bác lời chào kính trọng nhất ạ. Cha Hương Má giờ này vẫn còn ngồi coi. Hôm nay là nghệ sĩ hát tới bến luôn. Vâng, bài hát Tương Quá Việt Nam, xin mời quý vị cùng thưởng thức.